Ăn quá. Cái dạ ẩm quá, với lại cái khi mà có tưới ấy, là cái này nó bị lên men, Nó nó đường nó xuống là nó thành thay đổi pH là nó rụng trái. đúng rồi, cố gắng là cái bông nó rụng với Chào cô nó này. cào hết ra ngoài cô Thanh. Này là cô đang bảo Và thứ là hai nữa là lấy chổi que cùn quét cái này con ra. góp ý cô Thanh chứ sau này ấy, mình làm ấy, lúc sang Vâng. năm ấy, mình cái mùa lúc mình ra bông ấy Vâng. thì mình phải chăm, mình tỉa cái bông này cho nó Tỉa kỹ bông hơn, đúng nó rồi. quá nhiều bông. Đúng Chẳng hạn như cái rồi. cành này nó làm sao mình Cái ấy, đấy thì cùng lắm cùng một lắm là trái một thôi trái chứ. chỗ này thôi thì mình để một chùm này được rồi. Vâng. Cô để nhiều bông quá đâm ra cái bông nó yếu, và cái lúc mà chăm chăm cái bông ấy là không biết cái cách mình chăm thế nào, nhưng mà cái bông của mình nó rất là yếu luôn, yếu Yếu gầy gầy bông quá. đúng không? Thế tất nhiên thì nó yếu thì sau này khi mà sổ nhụy xong thì nó sẽ cũng nhiều cái. Cũng lúc này mình có quét phấn thứ không cô? Không anh. Và cái này cô cào này giảm độ ẩm này, Cố gắng cào ra và con nghĩ là đến giai đoạn sổ làm nhụy này luôn đi xong cô cô ạ. giảm nước luôn cho con đi, giảm nước. Đây 2 ngày xong ngày Cô thứ tưới lui ba ra nó mới ngoài. tưới. Hệ thống tưới này cô phải đẩy sang năm cô làm lại. Và cái hệ thống tưới này thực sự Đây, là ví dụ như cô sang nó năm cô đi ống đây kính chẳng hạn chẹt đúng không, chẹt con chẹt thưa thì cô đi đi cái bét nó vào ra ở ngoài giữa đây này à. thì nó sẽ là một bét lớn á, thì nó Đây. sẽ tung vào tới trong này luôn này cô này, mà trái là nó gần bốn bốn cong góc này. méo thế này làm gì đâu. Dạ thì ở trong gốc nó không cần nước, cần ở ngoài này này. Vâng, đây là cái quan sát của anh em con thôi, góp ý cho cô. Đó là con thấy là nước có vẻ là dư. Cô giảm đi cho nó thiếu thiếu nước một chút thì tỷ lệ đậu nó cao. Đó. Đặc biệt là những cái cây mà nó sổ nhụy. Và cô Thanh ơi, phải phun gấp cái này này, đây này. Đây là diệp sáp nhá. Trời ơi, quá trời luôn. Nó nguyên cái ổ trứng luôn như Chiến ạ. Dạ, em chào anh. Đây là con của cô. À. Đây. Cái cũng không đều cây thì sổ rồi, cây thì chưa. Cây thì trái to, cây thì trái nhỏ, nhưng mà nhìn cái trái nó cũng cuống này, gầy gò. Thì bây giờ mình cũng đang ở trên Lâm Đồng, hôm nay cùng với mấy anh em ở Lâm Đồng đi thăm một số vườn cô chú anh chị, thì cũng quen biết nhau lâu rồi mà mình chưa có cái dịp để ghé thăm. Hôm nay đang ghé vườn nhà cô Thanh, vừa đi để học hỏi thêm, và thứ hai nữa là mình cũng xem mình có cái gì để mình góp ý. Sự mà chỗ này nó quá ẩm luôn. Thường thường thì như cái kinh nghiệm mình làm thì nếu mà ẩm quá như vậy, sau khi chúng ta sổ xong là trái nó sẽ rụng rất là nhiều. Đây, nó đang rụng. Đây là cũng có thể là vừa rụng sinh lý, nhưng mà cứ để tình trạng này thì nó sẽ rụng rất là nhiều luôn. Và thứ hai nữa là cái cây này nó cũng yếu, mà mình để lúc để bông quá nhiều. Chẳng hạn như cái chùm này chúng ta vặt đi một chùm đi, để cho khoảng 2 chùm một cái cành này thôi, chi cho lắm. Rồi bông rồi. Chúng ta cứ ham để nhiều bông, đâm ra là trăm cái bông nó không đâu vào đâu hết. Cứ thử cô chú anh chị cứ thử tỉa cái bông mình nó thưa thưa ra, rồi mình sẽ thấy là nó có mập hơn không, hiệu quả hơn không. Để nhiều quá ta cứ thấy nó rụng, nó kéo nhau, nó rụng rụng hết luôn. Cái hệ thống tưới này cũng ớn ăn. Nó bông như thế này này. Thì khí hậu như này nó khác biệt ở dưới khu vực Đông Nam Bộ, với mình nắng nóng chịu không nổi. Còn như này thì vẫn là than nắng nhưng mà nó mát, vẫn mát. Tối ngủ mà không cần bật quạt mà.
lên đây là thời tiết khác, nên là thực sự là đúng ra trên này chăm cái sầu riêng thì có sợ gió đồi dốc gió máy này kia thôi, chứ chăm thì chắc phải cái đất chất đất nó cũng tốt nữa. Cái bông cây này thì còn đỡ hơn một xíu, nhưng mà đang có dấu hiệu là tháo khớp, nó cứ xỏ xong là nó tháo. Rồi có những chùm là tháo rất là mạnh, tháo sớm quá. Tất nhiên thì nó phải rụng, nó rụng sinh lý, nhưng mà nó rụng sớm quá là cũng không ổn. Độ ẩm cây thì ẩm cây thì đấy, nên là cũng góp ý với cô để cô có cái cách khắc phục. Trời ơi đẹp bông. Cái bông này sau này mình rút kinh nghiệm sang năm mình phải tỉa cho nó mạnh anh học ạ, chứ nó quá nhiều mà. Hả? Cô đi bắt hồn mình cô bận nuôi. À. Ông chồng ấy. Ý là bận rộn quá hả? Bông này dày nhiều. Hả? Con này anh thấy không? Tự đổ canh đến sổ trước nó rụng quá trời rồi. Còn cái này thì làm gì nữa? Động thiên bài. Đó thì anh em đến và góp ý, thứ nhất là giảm cái nước lại, thứ hai là cào cái bông ở trong ra, giảm cái độ ẩm. Ui trời bông. Thứ ba là phải xử lý gấp dẹp sáp. Nếu mà sổ xong có tình trạng rụng thì mình sẽ xử lý nấm luôn. Trời ơi. Tất nhiên mọi người sẽ bảo là sao mà tại vì sổ như này đang sổ sao phun mà lại sổ gần xong rồi. Cái sổ xong cái sổ chưa mà thấy có dịp sáp nhiều thì mình cũng phải xử lý, chứ để không là nó chích nó hút thì nó sẽ ảnh hưởng đến. Đấy, nó mới xong rồi cong méo. Quẹo đầu hết. Đây, cây mu sơn kinh cũng được vài chùm.